Lô, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngay bây giờ thì anh em chúng ta cùng trở lại con tiên đường trò chơi. Vốn cái này mình để lại số vốn tương đối nhỏ anh em nhé. Số vốn có 8 củ thôi. Anh em hãy cùng theo dõi. Ok. Hướng dẫn anh em đâu, chia sẻ cho anh em cái phương pháp gọi là bắt cầu với số vốn nhỏ anh em nhé. 16 mình dọn cái tay này đây, chuẩn công thức thì phải ra tài. À đang đi ngược. Ngược tay này mình chạy chuẩn. 5 lít vào tài anh em nhá. 5 lít tài hồi tài. Thêm 5 lít nữa đi. Cân cửa trả tiền à, xem nào. Không mất mất tay ăn anh em ạ. Mất một tay ăn nhá. Mất một tay ăn rồi. Không sao. Ta lại chiến tay khác. Như vậy vừa rồi nó chạy chuẩn công thức, tay này mình sẽ đi ngược. 12 về 3, 12 về 5. Điều lẻ bình thường lẻ tài ra đây đi lẻ siêu. Đó, đi ngược thì chúng ta phải vào tài. Tài vào 5 lít thôi anh em ơi. Nhẹ nhàng tình cảm anh em ạ. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Anh em nào xem được video của mình, cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến mình, đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả tay này nhá. Ôi, lên được có 6 không? Không anh em ơi. Như vậy là tay vừa rồi nó lại đi chuẩn rồi. Nó lại đi chuẩn. Tiếp tục mình lại đi ngược thôi. 2, 1. Ok. Tiếp tục mình lại đi đi ngược. 7 cộng 1, 8 sẵn xỉu. Đi ngược là chẵn tài. Ok, tay này vào một củ rưỡi anh em nhé. Vào một củ rưỡi. Nói chung là vốn 8 củ thì chúng ta chỉ cần chốt lãi khoảng tầm 2 củ. Một củ, 2 củ không cần nhiều. Bởi vì cái nếu mà target đối với anh em ấy, target đối với anh em thì theo mình nghĩ ấy, vốn 10 ấy, thì anh em chỉ nên chốt lãi một củ hoặc củ hai củ thôi. Một củ đến hai củ đấy, dao động khoảng đấy. Chứ không cần phải nhiều anh em nhé. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả tay tiếp theo nhá. Rồi, 2 4 6 đẹp luôn. Tài 10 12 anh em ạ, tài 12. Úp tay này rồi. Đấy. Lãi củ rồi đấy, lãi củ rồi đấy. Tiếp tục này. Vừa rồi là ăn ngược đúng không? Tay này ta lại đi chuẩn. Chuẩn tay này ta phải vào tài. Đó. Tay này ta lại vào một củ. Cứ nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi. Không có gì phải vội anh em ạ. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Anh em nào thích thì chúng ta đăng ký chơi thử con thiên đường trò chơi anh em nhé. Đường link mình để dưới phần mô tả video. Đấy. Anh em thích thì mình chiến đấu cùng nhau. Không thích thì bỏ qua, đúng không? Biết đâu mình hợp nhau mình lại chiến đấu kiếm lãi kiếm cơm gạo được. Ok anh em cùng chờ đón kết quả tay tiếp theo. Bốn ba hai một. Ok. Ôi rồi húp luôn anh em ơi, húp luôn anh em nhé. Tiếp tục nào, tiếp tục. Vừa rồi nó trả về tiếng tài 12, tức là vừa rồi mình đi xem nào. Vừa rồi mình đi chuẩn công thức anh em ạ. Tay này đi ngược nhá, 12 với 6 là 18, dẫn xỉu đi ngược và chẵn tài. Ok. Tuy nhiên thì tay này mình vào 5 lít thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Không có nhiều anh em nhá. Vào mẹ 9 lít đi, thấy không? 9 lít lẻ và 9 lít lẻ luôn anh em nhá. Đối với bộ môn này thì chúng ta cứ bình tĩnh là anh em sẽ chốt lãi được thôi. Chỉ sợ anh em vội vàng là anh em sẽ không chốt lãi được, nhưng mà bình tĩnh là cứ chốt lãi. Mình thì target của mình cứ 5 7 củ thôi, nhưng mà số vốn 8 củ này ít thì mình cũng khoảng độ 50% như vậy là cũng ok rồi.
Ok, chúng ta cùng chờ đón kết quả theo tiếp theo nhá. Năm đẹp rồi. Tay này không thể thua được anh em ơi, không thể thua được. Uy tín chưa? Đấy, lên 10, 10 củ 8 rồi. 10 củ 8 gọi là lãi 2 củ 8 rồi. Lãi 2 củ 8 rồi, tiếp tục anh em ơi. Vừa rồi là đi 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 chuẩn ăn Aro đi ngược ăn đúng không? 12 với 6 18 chẵn xỉu đi ngược chẵn tài. Tay này đi chuẩn chuẩn công thức, tay này mình sẽ phải vào tài tiếp. Ok. Tài vào 8 lít lẻ. Đó. 8 lít lẻ anh em nhá. Anh em nào mà chúng ta đang chơi ở bên các con game khác mà cảm thấy không hợp ấy, không hợp thì anh em cứ qua bên này test thử. Bởi vì sao, cái này là nói chung là có những con game nó hợp với mình, có những con game không hợp với mình, thật sự anh em như vậy. Bản thân mình thấy mình chơi nhiều con game, mặc dù cái cách bắt cầu mình rất là ok nhưng nhiều con game nó không hợp, mình vẫn ăn tài xỉu, nhưng mà đến khi mình lại mang 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 vốn mình lại cày cái khác, mất tiền cái khác đó, tức là đấy nó là không hợp, nó là đen, tự nhiên mình lại, nó lại quấn vào một trò khác. Ok. Đấy, húp luôn tay tiếp theo này đúng không anh em? Tức là tài xỉu mình chơi mình vẫn ăn, nhưng mà mình mang đi và mình quay hũ linh tinh rồi đánh bóng các thứ đó, thì thực ra là đấy là cái không hợp. Cái không hợp tức là mình tự ma xui quỷ khiến, mình tự mình đi tìm một cái trò linh tinh mình chơi. Tiếp tục này, lẻ 5 lít đúng không? Vào 5 lít này. Tiếp tục theo cái đường cầu bệt tài. Hy vọng là sẽ thành công ở tay này, nếu tay này thành công thì mình khả năng mình sẽ chốt lãi luôn anh em nhé. Đấy, chốt lại luôn. Chốt lại luôn không tham anh em ạ. Mỗi ca chỉ cần làm ít thôi, một vài củ thôi. Đấy, vốn ít thì mình là chơi ít, vốn nhiều thì chơi nhiều. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả tay này nào. Rực rỡ luôn anh em ơi. Rực rỡ luôn anh em ạ. À. Như vậy là thành công ở cái ca chốt lãi này anh em nhé. Với số vốn ban đầu là 8 củ, mình đã chơi lên 12 củ. Đấy. Chốt lãi nhẹ nhàng trong vài phút đồng hồ, 4 củ. Anh em thấy đơn giản không? Anh em mà xem video của mình cảm thấy hay, đừng tiếc mình một like và đăng ký kênh chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau nhé.